xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Từ lâu đã nổi danh cả nước ta về tình hình mua bán, vận chuyển trái phép. Rất nhiều chuyên án đấu tranh chống tội phạm của các tỉnh thành lớn từ Bắc chí Nam có tên những ông trùm xuất thân hoặc định cư tại nơi đây. Thật không ngoa khi xã này được mệnh danh là thung lũng trắng. Theo số liệu từ trưởng công an xã Sông A Thào, thì tại Lóng Luông, năm 2015 có 11 bản, 1.201 hộ với 5.881 nhân khẩu. Trong đó, người dân tộc Mông chiếm 87%, còn lại là người dân tộc Kinh, Giao, Thái. Số đối tượng đang bị truy nã là 40, số đối tượng đang chấp hành án là 170, lượng tù tha về là 27, số được hưởng án treo là 11. Nghề chính của xã là nông nghiệp, là trồng ngô và chăn nuôi. Xong, lại có tới gần 90 xe ô tô các loại, có nhiều chiếc xe trị giá tới cả vài tỷ đồng. Trong xã Lóng Luông, có 3 bản phức tạp nhất về tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép là Lũng Xá, Tà Dê, Co Tăng. 3 bản Lũng Xá, Tà Dê, Co Tăng ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được ví như tam giác vàng tử thần trắng của vùng Tây Bắc Bộ nước ta. Trong nhiều năm liền, Lũng Xá đã trở thành thánh địa gần như là bất khả xâm phạm ở cái vùng biên viễn Việt Lào. Ngay cả cán bộ huyện, cán bộ tỉnh muốn vào được bản này thì cũng phải thông báo trước cho trưởng bản. Rồi sau đó có người trong bản dẫn vào thì mới đảm bảo được an toàn. Người lạ ít khi nào dám bén mảng đến đây. Người dân ở đây có quan hệ đồng tộc, hầu như gia đình nào cũng có liên quan đến hàng cấm hết. Có không ít gia đình mà cả bố mẹ, anh chị em, dâu, rể đều tham gia vào việc buôn bán trái phép. Trong số đó, gia đình Tàng Cang Nam là một ví dụ điển hình. Và cũng chính chiến công đánh sập đường dây của Tráng A Tàng, tức Tàng Cang Nam, có thể được coi là một trong những phát súng mở đầu cho những chuyên án lớn được phá trên địa bàn Tam Giác Vàng Lóng Luông nói chung và bản Lũng Xá nói riêng trong thập kỷ 2010-2020. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Lên 10. Tráng A Tàng sinh năm 1982 ở cái vùng tử địa Tam Giác Vàng chất gây nghiện Lóng Luông gần biên viễn Việt Nam và Lào. Hộ khẩu thường trú của Tàng là tại tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Và Tàng là một trong những người nối dõi dòng họ Tráng A có uy tín nhất tại Lũng Xá và xã Lóng Luông. Bố của Tàng là Tráng A Chư, trình độ học vấn không, phải sử dụng điểm chỉ trong các bản khai, nhưng lại được làm trưởng bản Lũng Xá trong nhiều năm. Khi Tráng A Chư được lên làm trưởng bản Lũng Xá, gia đình của Chư dần no đủ, có điều kiện kinh tế, và cũng chẳng để cho Tàng thiếu cái ăn cái mặc, lo cho Tàng được đi học hành đầy đủ. Ấy thế nhưng, hắn ta cũng chỉ chịu học cho đến hết lớp 7, thì nhất quyết là rời bỏ trường lớp sách vở, thầy cô và bạn bè. Từ khi sinh ra, Tráng A Tàng đã nhìn thấy nhiều người buôn chất gây nghiện giàu sụ lên, và hắn ta quyết nhất định phải sống và làm giàu bằng con đường này, cho dù ngay từ tấm bé. Hắn thừa hiểu rõ rằng đó là con đường cực kỳ nguy hiểm, phải đánh đổi bằng tính mạng của chính mình, hay nói cách khác, đường này là tử đạo. Năm Tráng A Tàng lên hơn 10 tuổi, hắn đã đi vác thuê chất gây nghiện cho Giàng A Dính, một ông trùm ở trong xã. Tàng khi đó nhỏ tuổi và người cũng thuộc hàng nhỏ con nhất trong cái đám vác thuê, nhưng mà độ ly của Tàng thì lại chẳng thua kém bất cứ tên nào trong cái đám ấy. Thậm chí, hắn còn tỏ ra có ích hơn ở sự nhanh nhẹn, biết cắt rừng, lội suối, tìm ra đường mòn lối mở phục vụ cho công việc vác thuê của mình. Chẳng hạn như có lần, đang vác thuê ở khu vực biên giới, cả đám bị vấp bộ đội biên phòng đi tuần tra, thì chỉ có mỗi Tàng là ôm kịp hàng mà chạy thoát. Dấn thân. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, ngày một lớn lên, Tráng A Tàng lại càng sục sôi cái ý nghĩ phải trở thành một ông trùm lớn trong giới buôn bán ở khu vực miền núi Tây Bắc.
thế rồi. Tang bỏ hẳn, không thèm đi sách thuế nữa, mà lập ra một đường dây riêng của mình, cõng ông về dưới trướng để sạch cắt. Hắn ta ngày càng táo tợn, liều lĩnh và thể hiện đẳng cấp của mình bằng việc không bao giờ giao hàng với số lượng ít cả. Các cuộc làm ăn từ vài ba cho đến vài chục khối thì không phải là cái tầm của Tráng A Tàng. Dần ra, Tàng gần như trở thành đầu mối thu gom từ nước ngoài là Thái Lan và Lào về Việt Nam. Phương thức vận chuyển chủ yếu mà hắn sử dụng là thông qua hai con đường. Thứ nhất, Tàng thuê các toán vận chuyển thuê mang theo vũ khí nóng gùi hàng từ Lào về qua các đường tiểu ngạch, rồi tập kết lại ở nhà bố đẻ của Tàng là Tráng A Chư, trưởng bản Lũng Xá. Từ đây, Tàng giao cho các đối tượng trực tiếp đến lấy, hoặc phương thức khác thì tùy thuộc vào đối tượng là ai, thì Tàng sẽ tổ chức vận chuyển về giao đến tận nơi, nhưng giá cả sẽ chênh nhau khoảng 300 đến 500 đô la Mỹ trên khối. Đường thứ hai, đó là vận chuyển bằng xe ô tô đi qua cửa khẩu một cách đàng hoàng. Với phương thức này, Tàng còn trực tiếp lái xe ô tô sang Lào để lấy hàng. Đây là những chiếc xe ô tô đã được Tàng mang sang Lào thuê để gia cố lại, đặt làm hầm ngầm bên dưới để đựng chất kinh nghiệm. Độ gian ngoan của Tàng cũng luôn được thể hiện trong các lần mà hắn ta sang Lào, không theo bất cứ một quy luật nào cả. Có chuyến thì hắn mang về, có chuyến thì lại không. Rồi có lần, vì bị bắt hụt do các lực lượng chức năng không phát hiện được gì, khiến cho từ đó trở đi, Tàng lại càng trở nên thận trọng, ít sang Lào trực tiếp lấy hơn. Đại bản doanh của Tàng là nơi cất giấu, tập kết, mua bán, đó là bản Lũng Xá. Nơi đây được tổ chức thành như là một pháo đài bất khả xâm phạm. Bất kỳ người và phương tiện nào ra vào khu vực bản đều bị các lực lượng bên trong chốt chặn của Tàng kiểm soát chặt chẽ. Nếu như dám bé mảng tới gần sẽ bị các đối tượng trong bản dùng quân dụng uy hiếp và đuổi ra ngoài. Ngôi nhà của tay trưởng bản Tráng A Chư ở Lũng Xá thì cũng không to hơn các ngôi nhà khác là bao. Nhưng những vị khách hàng từ Điện Biên, Sơn La xuống, hay là từ Thái Bình, Nam Định lên và Lào, Thái Lan sang đều được tiếp đón rất nhiệt tình. Nhờ vào địa thế giáp ranh với nước bạn Lào nên bố con Tàng đã xây dựng được một mối liên kết vô cùng chặt chẽ. Từng bước trở thành ông trùm là như thế. Nhưng Tàng có nguyên tắc riêng của mình đối với hàng cấm, tuyệt đối không bao giờ xâm phạm vào nguyên tắc của mình. Hắn ta không bao giờ để cho cái thứ hàng chết người này lại gần người hắn, và tuyệt nhiên là không thử, không bập vào. Cũng chính vì thế mà không ít lần Tàng lọt lưới một cách ngoạn mục. Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, bản chất khôn ranh liều lĩnh, Tàng và đồng bọn đã mua bán chót lọt tới hàng ngàn khối chất kinh nghiệm mà không bị phát hiện. Mạng lưới chân rết của Tàng hình thành từ khắp các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh. Hậu thuẫn. Sở dĩ Tàng làm được cái việc vỗ ngực tự xưng hắn ta là ông trùm lớn nhất cái xã Lóng Luông này là bởi hắn cực kỳ liều lĩnh, dám dấn thân vào những phi vụ làm ăn bất hợp pháp cực kỳ lớn và có được mối quan hệ khăng khít với một số ông trùm người Lào. Nhưng điều quan trọng hơn đó là hắn có cả một đại gia đình đứng đằng sau lưng hậu thuẫn cho việc mua bán trái phép của mình. Cũng giống như bao người, Tráng A Tàng lớn lên thì dựng vợ gả chồng. Vợ của Tàng là Giàng Thị Xua, sinh năm 1984 ở Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La và có với nhau 3 người con. Đây cũng chính là một bên cánh tay của Tàng, cũng như đứng đằng sau Xua là cả một hệ thống chết chóc. Bố vợ Tàng là Giàng A Đùa, là một tay cầm đầu một nhánh mua bán lớn. Từ lâu, Đùa đã ở trong một căn nhà riêng biệt tại khu vực vắng vẻ hiểm trở để thực hiện công việc phi pháp của hắn. Dù bố vợ và con rể cùng nhau mua bán nhưng lại nằm ở hai nhánh đường dây khác nhau. Trong hoạt động, nếu như con rể Tàng hoặc là bố vợ Đùa cần hàng thì chúng sẽ cung cấp cho nhau, thanh toán tiền một cách sòng phẳng cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động tổ chức. Anh em trai của Giàng Thị Xua thì cũng không đứng ngoài. Giàng A Chứ tham gia vào đường dây của bố đẻ cùng với em rể của mình. Còn em trai của Giàng Thị Xua là Giàng A Nhà, nguyên là bí thư liên chi bộ 2 bản Lũng Xá, Tà Dê của xã Lóng Luông,
cũng luôn tìm cách tiếp tay cho bố đẻ, anh trai và em gái, em rể. Bản thân Giàng A Nhà đã bị cơ quan điều tra xác định là 4 lần mua bán trái phép với tổng số là 310 khối. Rồi tới ông chủ trước đây của Tàng, ở cái thời mà Tàng còn nhỏ đi vác thuê, một tay trùm có tiếng trong thế giới cái chết trắng, không ai khác Giàng A Dính, cũng là người có quan hệ họ hàng với Xua. Trong nhà Tàng, anh trai của Tàng là Tráng A Lâu cũng là một chùm mua bán cực lớn và lại hết sức mạnh động, luôn có hàng nóng thủ sẵn trong người và trong diện đang bị cơ quan công an truy nã. Cho dù đang phải lẩn trốn nhưng lâu nay Tráng A Lâu vẫn bắn tin nếu như công an vào bản truy bắt thì hắn sẽ cùng với đồng bọn quyết chiến một trận sống mái. Ngoài ra, trong gia đình Tàng còn có một số người làm trong chính quyền thôn, xã. Đơn cử như là bố Tàng làm trưởng bản, hay là một người anh vợ của Tàng làm trưởng bản bên cạnh. Phải nói rằng, với cái chức danh trưởng bản đã tạo cho Tráng A Chư và gia đình một vỏ bọc tuyệt hảo để buôn bán cái chết trắng. Vốn ở các bản dân tộc vùng cao, trưởng bản luôn là người có tiếng nói rất quan trọng. Bà con nhiều khi chỉ nghe theo trưởng bản mà lại không chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước. Cũng với cái nghề khốn nạn này, gia đình Tráng A Chư đã xây dựng thành một đế chế. Những người này luôn thao túng dân bản, chẳng hạn như là khi bầu trưởng bản, cả nhà Tàng ra giá với mọi người rằng người nào ứng cử vào chức trưởng bản thì phải giàu có, phải có ô tô tiền tỷ đi. Với các tiêu chuẩn đó thì tất nhiên là người nhà Tàng quá đủ điều kiện để chiếm giữ chức vụ trưởng bản. Với cương vị có chức, có quyền lại có uy, bố và các anh vợ của Tàng đã khống chế mọi người dân, tạo ra một thế giới riêng cho vợ chồng Tàng, Xua, tha hồ mà tập kết về, rồi từ đó rải đi khắp muôn nơi, mọi nẻo. Ở phía bên kia biên giới, Tàng thường xuyên sang huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giao lưu với các ông trùm khác ở nước bạn. Các mối quan hệ này ngày càng trở nên chặt chẽ và cũng khiến cho Tàng cùng với gia đình tội phạm của hắn ngày càng phất lên trong cái công cuộc buôn bán trái phép. Khang Nam có được nhiều tiền từ các vụ làm ăn phi pháp mà gieo rắc tử thần. Tráng A Tàng và gia đình của hắn gần như là trở nên uy quyền trong bản, số má trong cái vùng tam giác vàng Lóng Luông. Nhưng khác với một số ông trùm khác ở ẩn vì sợ bị lộ, thì Tàng lại cực kỳ ngông nghênh và vung tiền ăn chơi. Chỉ trong vòng 5 năm, Tráng A Tàng đã vụt trở thành ngôi sao sáng về làm ăn kinh tế ở Lóng Luông, và Tàng bỏ tiền ra mua đất đai ở khắp nơi. Nói về bất động sản thì Tráng A Tàng chỉ có nhà đất và số lượng thì cũng không hề ít. Ở thủ đô Hà Nội, hắn ta sắm hẳn một căn biệt thự cho riêng mình. Sau này, cái tên Khang Nam của Tàng được mọi người đồn thổi truyền tai nhau về câu chuyện biệt hiệu Tàng Khang Nam là do Tàng vác cả mấy bao tải tiền về mua 3 căn hộ ở tòa nhà Khang Nam Hà Nội, khu E6 đô thị mới Cầu Giấy, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Nhưng trên thực tế, Tráng A Tàng không hề có căn hộ nào trong tòa nhà này, cũng như chẳng tồn tại câu chuyện hắn vác mấy bao tải tiền đến mua nào cả. Tại Hà Nội, vợ chồng Tàng mới chỉ mua một căn biệt thự liền kề tại số 12 liền kề 11 khu đô thị Mũ Lao, Hà Đông. Rồi ở tiểu khu 70, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vợ chồng Tàng có thửa đất rộng tới 260m2, trên đó có 2 căn nhà là nơi mà gia đình Tàng sinh sống, lắp đặt camera chạy 24/7, không nghỉ một giây. Ngoài ra, Tráng A Tàng còn có một ngôi nhà sàn trong xã Lóng Luông, và đây có thể được coi như là nơi tập kết và trụ sở mua bán của hắn. Nhưng nổi đình nổi đám nhất trong số những nhà đất mà Tàng sở hữu thì có lẽ phải kể đến khu nhà nghỉ 9 tầng theo thiết kế đã xây đến tầng thứ 7 nằm trên thửa đất rộng 539m2 ở tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Tòa nhà này có địa thế cực kỳ đẹp, ở ngay mặt đường quốc lộ 6, tại một đoạn cua đẹp nhất của cả tuyến đường. Khách du lịch đứng từ phía xa hàng trăm mét cũng có thể đã nhìn thấy. Tráng A Tàng luôn luôn tự hào đó là tòa nhà Khang Nam của cao nguyên Mộc Châu. Và cũng từ đó, cái biệt hiệu Tàng Khang Nam mới ra đời. Và hắn ta rất thích mọi người gọi hắn như vậy vì nó thể hiện được đẳng cấp giàu có và trời ngông của Tàng. Ngông ngành.
càng có nhiều tiền trong tay, hắn lại càng vung tiền tận. Khi bắt đầu mua ô tô thì Tráng A Tàng không phải là người đầu tiên mà chỉ là người thứ hai có. Danh hiệu người đầu tiên có ô tô ở Lóng Luông thuộc về sông A Sánh cũng là một ông trùm hàng cấm. Tuy nhiên thì Tàng cuối cùng cũng thể hiện được, hắn mà đứng thứ hai thì không ai là người đứng thứ nhất. Có lần ngồi uống rượu trong bàn, Tàng mới lớn tiếng tuyên bố: nếu mà đường vào nhà mình cũng đẹp như ở ngoài cô lộ 6 thì tôi phải mua vài chục chiếc để mỗi ngày đi một xe cho sướng. Bố của Tàng, Tráng A Trừ, thì cưỡi xe Lexus màu đen nhảy chôm chôm khắp cả cái bản rừng núi. Còn ông con Tàng thì thay xe ô tô như thay áo mới, có hẳn một bộ sưu tập lên tới hàng chục chiếc ô tô hạng sang, như là lời mà Tàng đã từng nói. Cứ hễ thấy chán hoặc là chiếc xe nào mà đang đi trên đường hay bị cảnh sát giao thông dừng lại kiểm tra thì Tàng lại đem đi cho hoặc đem bán thốc bán tháo với giá bán chỉ bằng nửa hoặc 1/3 cho đến 1/4 giá mua, cho dù những chiếc xe đó cũng đều là loại mà hắn ta vừa mới mua chưa đi được bao lâu cả. Vợ Tàng là Xua thì dùng ô tô để đưa đón con đi học. Người dân ở thị trấn nông trường Mộc Châu sáng sáng đều thấy vợ Tàng dẫn con đi ăn sáng rồi đưa con đến trường bằng xe ô tô, cũng chẳng kém cạnh gì so với đại gia ở bất kể đâu trên khắp cả nước. Nhiều tiền lắm của Tàng Cang Nam lại cực kỳ ngông nghênh và vung tiền ăn chơi hơn là đốt. Hộ chiếu của vợ chồng Tàng kín đặc các hành trình du lịch nước ngoài, từ Hàn Quốc, Trung Quốc cho đến Singapore, Malaysia. Đồ đạc trong nhà của Tàng cũng đều là loại xịn, cao cấp từ Hà Nội đưa về. Ngay cả cái giường của vợ chồng hắn nằm, hắn ta cũng đặt hàng từ tận Đài Loan, cập bến Nội Bài một cái là thẳng tắp về nơi phố núi. Nói về những trò chơi ngông của Tàng thì thật khó để mà có thể kể hết được. Chẳng hạn như là vào dịp sinh nhật của hắn năm 2011, hắn ta tổ chức tiệc tùng linh đình, rên cả một góc trời, thuê ca sĩ từ tận Lào sang hát bằng tiếng Mông cho cả bản nghe trong suốt mấy ngày trời liên tục, rồi sau đó là quay clip lại, tung lên mạng xã hội cho dân tình chiêm ngưỡng xôn xao trời. Thậm chí Tàng còn mua chuộc bà con trong xã để đứng về phía mình. Hắn ta mua hàng xe tải chăn màn các loại xịn phát cho bà con, hay là hễ cứ ai có nhu cầu đi khám chữa bệnh gì là Tàng lại cho xe ô tô trở về tới tận Hà Nội để khám chữa tại các bệnh viện có tiếng. Rồi thì vào dịp Tết đến xuân về, Tàng vung tiền tổ chức ăn Tết thật hoành tráng. Hắn cho mổ lợn bày ra tới cả trăm mâm để cả bàn để đánh chén cho thỏa thích, vỡ cái bụng vì thịt, mụ cái đầu vì rượu đi thì thôi. Trưởng giả học làm sao. Tàng Cang Nam tức Tráng A Tàng có không ít người tình, nhưng cũng thập cẩm đủ cả, hạng nào cũng có. Trong số này có cô vợ bé tên là Giàng Thị M, sinh năm 1995, rất đỗi xinh đẹp, được Tàng ưu ái đưa về nhà làm vợ hai. Thế nhưng chỉ vỏn vẹn sau 5 tháng về chung sống, M bị vợ cả của Tàng là Giàng Thị Xua đối xử thậm tệ như là người làm công, chỉ bới mắng nhức. Tủi nhục và không thể yên thân sống, M đã phải ôm quần áo chạy về nhà bố mẹ đẻ. Sau cái sự việc ấy, thậm chí chính bản thân Tàng còn cho rằng hắn ta bị M làm bùa hớp hồn, rồi vợ Tàng lại làm cái bùa khác để đuổi M đi. Nhưng cuối cùng thì chính hắn, và cũng chẳng có ai ngờ được rằng Tráng A Tàng, Tàng Cang Nam lại thảm bại vì một cô người tình cũng là một đối tượng truy nã về chất kinh nghiệm. Bên cạnh những mối tình, cơm no rượu say, tiền chẳng thiếu, không cần phải nghĩ đến những thú ăn chơi nữa, Tàng nghĩ về cái phận làm trai của mình. Số là Tàng cũng thuộc vào cái dạng trường giả học làm sang. Tuy mới chỉ học hết lớp 7, nhưng hắn ta cũng tìm cách bỏ tiền ra mua cho bằng được bằng bổ túc trung học, nhưng lại của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp. Rồi hắn thành lập công ty trách nhiệm hạn N.T10, trong đó hắn làm giám đốc. Cái tên của công ty này thì cũng được Tàng lý sự theo kiểu thích hiểu thế nào thì hiểu. N.T có thể hiểu là nổi tiếng cũng được, mà cũng có thể hiểu đó là tên của một loại thuốc nổ. Ai mà muốn động vào Tàng hết sức phải dè chừng. Ngoài ra thì Tàng cũng bỏ tiền để đầu tư mua cổ phần tại một số công ty.
Tàng còn có ý muốn làm một ông chủ lớn, dự định tiến hành xây dựng cả một khu vực vui chơi giải trí hiện đại với sân khấu ngoài trời hoành tráng ở trên cao nguyên này. Tuy nhiên, điều đó đã không thành. Không phải là vì Tàng không có tiền, không đủ lực, mà bởi vì chính quyền địa phương không cấp phép. Với sự bành trướng, liều lĩnh và trắng trợn gieo rắc tự thân, chân dung của Tàng thật khiến cho con người ta phải lạnh gáy. Ngày tàn của hắn rồi cũng sẽ đến. Nhưng để đưa được Tráng A Tàng cũng như các đồng phạm của hắn ra trước vành móng ngựa đền tội trước pháp luật, thì các chiến sĩ cán bộ đã làm như thế nào? Điều gì đang chờ đợi các anh ở phía trước trong cuộc chiến này? Bản án thích đáng nào dành cho chúng? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Mở đầu. Làm rõ chân tướng, đánh sập đường dây và đưa được Tàng Khang Nam cùng với đồng bọn của hắn ta ra trước ánh sáng đền tội trước pháp luật là một việc không hề dễ dàng. Để bắt được tên trùm mưu mô, liều lĩnh và hệ thống chân dết mạng lưới trải rộng như Tàng Khang Nam, các trinh sát đã phải mất hơn 1.500 ngày đeo bám, ăn núi ngủ rừng để xác minh, thu thập tài liệu về Tàng. Và hơn hết, con đường đưa tay hắn vào còng số 8 không hề bằng phẳng, thẳng tiến, mà rất quanh co, khúc khuỷu, vô cùng gập ghềnh và gian nan. Hãy cùng Độc Thám TV đi theo từng bước chân của các cán bộ chiến sĩ cơ quan điều tra, phòng chống tội phạm để thấy được sự vất vả, hiểm nguy gang tấc, đánh cược bằng tính mạng của các anh trong công cuộc chiến đấu chống lại những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Trong vụ án Tàng Khang Nam, để phá giải được gần như điểm khởi đầu tháo mở nút thắt đến từ chuyên án bắt đối tượng Vũ Đình Sơn. Trước hết, cần phải nhìn nhận rằng nói đến Vũ Đình Sơn là nói đến một điển hình với những ông trùm thời nay, cả về độ gian dảo, liều lĩnh cũng như sẵn sàng bỏ mạng vì món hàng đang mang. Thủ phủ Ngọc Vân. Có thể ít ai biết rằng xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã từng được biết đến là thủ phủ của ma. Có thể nói, cơn lốc chất gây nghiện đã khiến cho một vùng quê vốn yên bình trở nên u ám bởi những bản án tử hình, những bản án chung thân. Hàng trăm câu chuyện đau lòng, tang thương đã xảy ra tại Ngọc Vân. Không chỉ những kẻ phạm tội phải ra đi, phải đền tội trước pháp luật, mà chúng còn kéo theo rất nhiều người khác, rất nhiều gia đình khác vào cảnh đau khổ. Và trước nhất chính là gia đình, người thân, bạn bè của chúng. Những đứa trẻ mất cha mẹ, những kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tất cả chỉ vì chất gây nghiện. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2012, ma đã thực sự trở thành cơn bão quét qua Ngọc Vân với 16 án tử hình, 32 án chung thân, chưa kể tới những án tù khác. Trước cơn bão trắng ấy, đã có rất nhiều chuyên án của Bộ Công an được đưa ra cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành địa phương. Những án này đã giảm dần. Nhìn vào con số thống kê có thể thấy rõ, từ năm 2012 đến năm 2018 có tất cả 39 đối tượng. Do đó, cuối năm 2018, Ngọc Vân được đưa ra khỏi danh sách điểm nóng về chất gây nghiện. Ngọc Vân giờ đây đã khoác trên mình một chiếc áo mới. Người dân địa phương đã tạm quên đi một thời u ám về cơn lốc trắng, có được cuộc sống lành mạnh về tinh thần và làm ăn kinh tế chân chính. Tuy nhiên, để cho không bùng phát trở lại, ngăn vết dầu loang từ nơi này, lực lượng công an cũng như chính quyền địa phương đã lên các phương án tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa với loại tội phạm này. Vũ Đình Sơn. Vũ Đình Sơn sinh năm 1977, lớn lên trong một trại mồ côi. Những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ 20, bà Thân Thị Mận sinh năm 1944 cùng với chồng quê ở xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã nhận Sơn về nuôi dưỡng. Lớn lên ở một thủ phủ trắng, Sơn cũng sớm bập vào như bao thanh niên khác trong làng. Tới cuối những năm 1990, Sơn đã yêu và nên duyên vợ chồng với con gái của ba tổ thủ phủ trắng Ngọc Vân, Nguyễn Thị Ca. Thời điểm ấy,
Nguyễn Thị Cà đã nổi danh với mạng lưới phân phối lên đến trên 100 đối tượng. Nhiều người anh em, họ hàng trở nên giàu có nhờ vào việc buôn bán trái phép. Sống trong môi trường mà hầu hết các gia đình trong xã đều có người dính líu đến trắng, nên bố nuôi và anh em Sơn coi việc buôn bán hàng cấm là công việc và chuyện đi tù của họ cũng là một việc hết sức bình thường. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Bố và anh trai của Sơn lần lượt vào sau song sắt. Sau khi mãn hạn tù vì buôn bán trái phép, một thời gian sau bố Sơn qua đời vì bệnh tật. Còn anh trai Sơn thì phải tiếp tục thi hành án tù vì buôn bán trái phép. Trong nhà khi này chỉ còn lại Vũ Đình Sơn là xuất đi. Cặp đôi vợ chồng Sơn nhờ vào cái bóng của Nguyễn Thị Ca mà trở nên quyền lực vào hạng nhất nhì trong vùng. Nhưng sau gần 10 năm chung sống, có với nhau tới hai mặt con, Sơn và con gái của Nguyễn Thị Ca ly dị, đường ai nấy đi. Bỏ vợ, Vũ Đình Sơn cặp kè với một người phụ nữ quầy ở Đồng Nai, rồi sống với nhau như vợ chồng. Theo gót bố và anh trai, hắn cùng với người tình thiết lập ra đường dây riêng của Sơn và tạo lập các mắt xích. Vì thế mà mặc dù tại địa phương, Vũ Đình Sơn là một đối tượng không có nghề nghiệp, lại nghiện ngập, nhưng hắn ta lại rất giàu có, gây dựng được cho mình cả một hệ thống riêng và cũng được liệt vào hạng ông trùm. Đón lõng. Khoảng năm 2008, Vũ Đình Sơn từng bị công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang bắt vì tội mua bán trái phép chất, nhưng ra tù vẫn không đổi nghề. Thậm chí hắn còn trở nên táo tợn hơn. Chính vì thế mà hắn ta được đưa vào tầm ngắm của lực lượng công an. Qua thông tin nắm được, sau khi biết ông trùm Sơn sẽ vận chuyển một lượng lớn từ Sơn La về Bắc Giang đi qua Hòa Bình, 8 khối, hơn 20 trinh sát của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về chức năng nhiệm Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình triển khai chốt chặn ở địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình để đón lõng. Ban chuyên án đưa ra nhận định, Sơn ôm lô hàng lớn, nếu như bị phát hiện có thể sẽ sẵn sàng liều mạng bất chấp. Do vậy, phương án mai phục bắt giữ Sơn được tính toán hết sức tỉ mỉ. Điểm mai phục được chọn là một đoạn đường quanh co có nhiều khúc cua, không có cư dân sinh sống. Trong vụ án và vào ngày đón lõng, Đại tá Phạm Trọng Điềm, trưởng phòng đấu tranh sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về chức năng nhiệm Bộ Công an đã trực tiếp có mặt tham gia chỉ đạo. Là người từng chỉ huy các chuyên án lớn, trước khi tiến hành mai phục, bao giờ Đại tá Điềm cũng thị sát thực tế, nên Đại tá đã thuộc hết các khúc cua, đoạn rẽ và lên trước các tình huống có thể xảy ra để dự phòng trước, đảm bảo chuyến cất lưới thành công mỹ mãn. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 15 tháng 6 2011, chiếc xe Honda Civic mang biển kiểm soát 29Y6135 do Sơn lái đang chạy với tốc độ cao chở theo 8 khối. Lượn được vài vòng cua trên nóng tay thì tại địa phận xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, C-47 Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra. Thấy vậy, Sơn mới giả đò, đưa xe tấp vào lề đường. Cho đến khi một chiến sĩ cảnh sát giao thông tiến tới, thì Sơn bỗng bất ngờ đạp chân ga lạng lách với tốc độ lớn băng qua nhiều trạm chốt của cảnh sát. Theo đà, chiếc xe phóng như điên hướng theo đường xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Thấy động và mục tiêu là chiếc xe Civic của Sơn phóng đi như bay, chiếc xe Land Cruiser chở trên đó là 4 trinh sát và Đại tá Điềm lập tức đuổi theo. Đồng thời, Đại tá Điềm điện ngay cho các trinh sát ém dọc các tuyến đường chính, tuyệt đối không để mất dấu tên tội phạm. Đúng như dự đoán, sau khi bỏ chạy được khoảng 12 cây số mà vẫn không cắt được đuôi, Sơn đã quặt tay lái, cho xe chạy theo hướng Ninh Bình, rồi lẩn nhanh vào một con đường mòn trong rừng dẫn lên núi thuộc xóm Đồi, xã Ngọc Mỹ. Tuy nhiên, điều mà hắn không ngờ là gặp phải con dốc cao, chiếc xe của Sơn bất ngờ dừng lại. Phía sau lưng hắn, xe của lực lượng thì càng lúc càng tiến lại gần. Trong giây phút ấy, Sơn ngồi im trên xe, nổ máy, không một động tĩnh gì phát ra. Hắn đợi thời cơ mà hắn ta nghĩ rằng có thể xoay chuyển được cục diện. Từ ghế lái, Sơn chăm chú nhìn vào gương chiếu hậu,
Đợi đúng lúc, đuôi xe của hắn và đầu chiếc xe truy đuổi chỉ cách nhau khoảng 50m thì Sơn bất ngờ nhả phanh, nhanh như cắt đảo tay cài số lùi rồi dồ ga mà lao thẳng vào đầu chiếc xe đằng sau. Cú đâm trực diện đầy bất ngờ và ầm ĩ ấy đã làm cho đèn pha của chiếc xe Land Cruiser chở theo đại tá Điểm tắt ngấm. Theo phản xạ, cả đại tá và các trinh sát trên xe lao vội ra khỏi xe rồi rút ra bắn thủng lốp xe của tên chủ. Sau tiếng đạn rền vang, đèn xe của Sơn bỗng nhiên tắt ngấm. Này lửa! Trong màn đêm tối om, không một ai biết tên trùm Vũ Đình Sơn đang làm gì, đang mưu tính điều gì. Chỉ có các trinh sát là nhẹ nhàng di chuyển, ém mình sau những tảng đá lớn, sẵn sàng cho cuộc đối đầu nảy lửa. Không gian và thời gian như nén lại theo từng hơi thở rất sâu và khẽ của các trinh sát. Bỗng nhiên, xé toạc bầu không khí đặc quánh ấy, tiếng mở cửa xe mở đánh cách một cái. Sau đó là một mớ âm thanh lạo xạo như lá cây bị dẫm lên, rất nhanh, giống như có bóng người vụt qua. Với kinh nghiệm đánh án lâu năm, đại tá Điểm nhận định rằng tên Sơn đã ôm hàng mà bỏ chạy, nhưng vẫn kiên quyết không cho các trinh sát đuổi theo, bởi nếu như vây bắt hắn lúc này là quá mạo hiểm, lợi thế đang thuộc về hắn. Đúng vào đêm đó thì có hiện tượng nguyên thực toàn phân. Ở nơi rừng sâu núi thẳm Hòa Bình, đêm tối mông lung, xung quanh toàn đôi núi và cây cỏ, mà trong tay hắn thì lại có nóng. Chưa kể tới khả năng là các mũi trinh sát trong lúc tiến hành bao vây trong cái nhập nhoảng thì nhỡ đâu lại bắn nhầm vào nhau thì sao. Nhưng không đuổi theo không có nghĩa là chịu bó tay. Các biện pháp cần thiết ngay lập tức được triển khai và cũng không nằm ngoài kế hoạch. 0 giờ ngày 16 tháng 6, gần 100 chiến sĩ cùng với chó nghiệp vụ sau khi nhận được tin đã tỏa đi khắp khu rừng truy lùng tên Sơn. Chỉ sau 2 giờ đồng hồ ráo riết, các trinh sát đã phát hiện ra Vũ Đình Sơn đang ẩn nấp trong một hẻm núi, yêu cầu đối tượng đầu thú được vang lên. Vũ Đình Sơn như con thú cùng đường điên cuồng mà gào thét: "Tao có, chúng mày vào đây tao nã đi hết." Lúc này, các chiến sĩ là cán bộ cảnh sát cơ động công an tỉnh Hòa Bình đã có mặt và tất cả đều mặc áo chống đạn. Nghe thấy tiếng Sơn gào điên dại, trung sĩ Bùi Văn Tuấn, cảnh sát cơ động công an tỉnh Hòa Bình đã anh dũng mà lao lên, nhắm thẳng về phía Vũ Đình Sơn nhằm khống chế đối tượng. Thấy vậy, Sơn hét lớn lên, đồng thời xả liên hoàn về phía trung sĩ Tuấn. Do cự ly gần, trung sĩ Tuấn đã trúng loạt liên thanh của đối tượng, bị thương vào đùi. Ngay lập tức, đồng đội của trung sĩ yểm trợ kịp thời, một chiếc áo đã được xé ra buộc lại vết thương. Trước sự liều lĩnh của Sơn, lực lượng cảnh sát đã phải bóp cò làm cho tên Sơn bị thương. Tuy nhiên, vẫn với tinh thần quyết trốn thoát đến cùng. Mặc dù là bị thương, nhưng Sơn lợi dụng lúc đêm tối khuất tầm nhìn, xung quanh không tỏ mặt người, hắn mới lần mò rồi nhảy xuống vực sâu. Sau đó thì hắn men theo con suối cạn tìm đường lẩn trốn. Công tác truy lùng Vũ Đình Sơn ngay lập tức được tổ chức, triển khai rất gắt gao. Lần mò trong đêm tối, manh mối duy nhất là những dấu vết để lại trên mặt đất, lá cây. Cho tới 8 giờ sáng ngày 16 tháng 6 năm 2011, ban chuyên án nhận được tin Vũ Đình Sơn đang trốn tại một ngôi nhà trong xóm đôi, nên đã nhanh chóng bố giáp bủa vây ngôi nhà này. Chỉ khi nghe thấy tiếng loa của lực lượng công an kêu gọi hạ và quy hàng, biết không còn đường trốn thoát, Vũ Đình Sơn đã ra hàng trong bộ dạng quần áo bê bết vì bị thương. Chỉ từ một bị can Vũ Ngọc Sơn, tức Vũ Đình Sơn, sau gần 2 năm điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, khởi tố tổng cộng 46 bị can phạm 10 tội danh: mua bán trái phép chất, tước đoạt mạng sống người khác, tàng trữ sử dụng trái phép quân dụng, chống người thi hành công vụ, làm môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, không tố giác tội phạm. Vậy, quay trở lại vụ án đánh sập đường dây của Tàng Khang Nam, mối liên hệ tồn tại giữa Vũ Ngọc Sơn và Tráng A Tàng là gì? Làm thế nào để từ Vũ Ngọc Sơn mà Tráng A Tàng lộ diện?
hắn đã vào tầm ngắm ra sao. Công cuộc đưa tay tàng Kang Nam, Cha và còng số 8 diễn ra như thế nào? Đón xem phần 3 tại Độc Thám TV. Tàng đô la. Tạm gác chuyên án 611S, tức chuyên án bắt và triệt phá đường dây của Vũ Ngọc Sơn, tức Vũ Đình Sơn, cũng như mở rộng điều tra sang một bên. Bởi như đã nói, Vũ Ngọc Sơn được coi gần như là điểm khởi phát cho đột phá khẩu để bóc tách và đánh bại Tàng Kang Nam, cũng như triệt phá đường dây của hắn, chứ không phải là từ đó mới lần ra được nhân vật tên Tàng này. Trên thực tế, Tàng đã lọt vào tầm ngắm từ lâu trước đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng quay ngược lại thời gian, từ khi những nghi vấn rồi những dấu hỏi cần đặt về Tráng A Tàng bắt đầu đối với cơ quan công an. Đó là từ những năm 2008-2009, tài liệu trinh sát về Tàng Kang Nam, tức Tráng A Tàng, đã khởi động. Là khi xuất hiện chuyện một số đối tượng chuyên tiêu thụ thường đề cập đến một tay chơi có tiếng ở tỉnh Sơn La, thì cũng là lúc lực lượng điều tra chú ý tới những biểu hiện bất minh về kinh tế của một người thanh niên ở địa bàn tỉnh Sơn La. Từ năm 2008, một kẻ mang biệt danh là Tàng Đô La bắt đầu xuất hiện và được lan truyền. Và đương nhiên không phải ai khác, hắn chính là Tráng A Tàng. Tại thị trấn nông trường Mộc Châu khi ấy, giữa những căn nhà cấp 4 mọc lên một ngôi nhà 3 tầng khang trang, bề thế. Chủ nhân của nó là một gã thanh niên trẻ măng, người dân tộc Mông. Cho dù nghề nghiệp chính là làm nông nghiệp, trồng lúa, nuôi lợn, nuôi gà, xong, gã lại có xe ô tô đời mới, liên tục đổ xe, mà toàn xe thuộc dòng xe sang như Land Cruiser, Lexus. Bên cạnh đó là việc sở hữu khá nhiều các bất động sản, đặc biệt là tòa nhà tại tiểu khu Vườn Đào, hay là chuyện Tàng thành lập công ty hoặc mua cổ phần tại một số công ty chè, sữa ở tỉnh Sơn La. Nhân vật Tàng Đô La này nổi lên với sở thích thanh toán bằng đồng đô la Mỹ hoặc là tiền Việt Nam đồng với mệnh giá cao nhất và không bao giờ nhận lại tiền thừa. Mặt khác, trong các công trình nhà đất thì gã thường trả công gấp 3 lần so với mức bên ngoài. Vì thế đã khiến cho những người thợ lắm lúc cãi nhau tới ỏn tỏi, âm ỉ, tranh quyền thi công. Những lúc đó, gã thanh niên lạ đời này không những không can ngăn, mà còn ngồi cười khoái chí. Bất minh. Sự bất minh của gã thanh niên người Hơ Mông trẻ tuổi này không qua được con mắt của các trinh sát. Đặc biệt là xuất thân của gã lại là từ khu vực tử địa. Từ năm 2009, các trinh sát của đội 1 phòng 3 C-47 liên tục phải ăn núi ngủ rừng để xác minh, thu thập tài liệu về Tráng A Tàng cùng đường dây của hắn. Tàng và Xua. Bên cạnh việc có 3 người con trai trùng với nhau, thì Tàng còn nhận nuôi thêm 6 đứa cháu. Một người bán hàng tạp hóa gần nhà Tàng cho biết, từ lúc mà Tráng A Tàng chuyển đến sinh sống, mặc dù bà buôn bán nhỏ lẻ, nhưng lại phát đạt hẳn lên. Tất cả là vì những đứa trẻ trong nhà Tráng A Tàng. Cứ đầu buổi sáng là chúng lại tập trung ở trong nhà và được chủ nhà phát tiền để ăn vặt và uống nước ngọt. Khi lũ trẻ này ra mua hàng, chỉ dùng toàn tiền mệnh giá 500.000 đồng. Hay những buổi tiệc tùng tại dinh thự của Tàng có thể lên tới vài trăm triệu đồng. Tàng luôn thể hiện đẳng cấp của mình là một người giàu có, chịu chơi và chịu chi. Có hẳn một dàn chân dài được Tàng mua về chỉ để mua vui cho bản thân cũng như các anh em tay chân thân tín. Nhiều người dân ở khu phố nơi Tàng xây dựng dinh cơ đã không khỏi bỡ ngỡ, ngỡ ngàng trước tòa nhà đồ sộ và sự chịu trời của Tráng A Tàng. Không có một ai biết, ông chủ chỉ mới chạm đầu ba làm gì mà lại lắm tiền nhiều của đến như vậy. Họ chỉ biết rằng Tàng là một ông chủ kinh doanh của rất nhiều những công ty, nhưng trên thực tế thì toàn những công ty ma. Giữa núi rừng Mộc Châu, toàn người Hơ Mông sinh sống, thì bỗng dưng có một gia tài của một vị doanh nhân giàu có dựng lên, khiến ai cũng phải trầm trồ, lắc mắt và tất nhiên là không khỏi tò mò. Trong mối quan hệ với những người xung quanh ở tiểu khu 70, Tàng có đặc điểm là rất kiệm lời và gần như là không bao giờ tiếp xúc với ai trong khu phố. Cứ chiều chiều,
người ta vẫn thấy gã dắt đứa con nhỏ ra đứng xem đánh bóng chuyền, mặt lạnh tanh, xong lại lặng lẽ về nhà. Câu cửa miệng của gã là không biết, không thấy. Lâu lâu thì gã thanh niên ấy lại lặng lặng biến mất khỏi địa phương, có khi là cả tháng trời. Nhưng lặng lẽ không có nghĩa là Tàng thu thủ. Hắn không chỉ hưởng thụ cuộc sống giàu sang một mình, mà Tàng còn tiến hành mua chuộc những người dân xung quanh bằng cách làm từ thiện. Nhà ai cần gì là Tàng ra tay giúp đỡ ngay. Hay ở bản làng của hắn, người nào ốm là Tàng sẵn sàng cho xe chở xuống tận Hà Nội khám chữa bệnh và mua sắm nhiều nhu yếu phẩm bằng tiền túi của chính hắn. Chính vì vậy mà những người dân xung quanh Tàng đều nể phục và ra sức bảo vệ hắn, càng khiến cho công tác điều tra gặp phải khó khăn. Định mệnh. Trong quá trình hoạt động phi pháp, Tráng A Tàng liên tục bành trướng, mở rộng mạng lưới và khởi động những vụ làm ăn quy mô lớn, liên tỉnh cũng như củng cố trần rết. Và không nằm trong ngoại lệ, các ông trùm ở Bắc Giang cũng nhanh chóng biết đến Tàng. Thời gian từ khi bắt đầu cho đến nửa đầu năm 2009, trong các đầu nậu của Tàng có Tạ Văn Hùng, một ông trùm ở Bắc Giang là đối tác chuyên lấy của Tàng. Tuy làm ăn như vậy, nhưng Hùng đã lừa Tàng bùng mất gần 500.000 đô la Mỹ của hắn bằng cách dựng ra vở kịch, giả vờ bị công an bắt, phải vứt hàng lại nên không có tiền để thanh toán cho Tàng. Cũng khoảng thời gian này thì một số đầu mối khác của Tàng ở Bắc Giang cũng bắt đầu bung tiền của hắn. Không thể để bị qua mặt một cách như vậy, Tàng tìm về Bắc Giang để giải quyết và đòi tiền. Như là định mệnh, cũng chính trong những lần về Bắc Giang ấy mà Tàng đã gặp Lương Thị Thảo, sinh năm 1979, ở số nhà 235 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Một đối tượng đàn trị cộng cán và đã đầu nậu lớn trong thế giới tội phạm này ở Bắc Giang, được giang hồ gọi với cái tên là Thảo Xíu. Từ tiếng tăm của Thảo trong giới tội phạm này nói chung và địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng, nên trong công cuộc đòi nợ của Tráng A Tàng, hắn không thể không mò tới Thảo và nhờ Thảo đòi nợ cho hắn. Nhưng chính Tàng cũng không thể ngờ rằng định mệnh này lại trở thành dấu chấm hết cho hắn, một kết cục mà mãi mãi Tàng không bao giờ còn có thể phạm tội được nữa. Lương Thị Thảo. Lương Thị Thảo, tức Thảo Xí, là người con thứ 5 trong một gia đình ở nông thôn. Mẹ Thảo là bà Đào Thị Được, sinh năm 1950 ở thôn Liệm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Năm Thảo lên 8-9 tuổi, khi mới chỉ học hết lớp 2, bố mẹ Thảo ly thân nên mấy chị em Thảo sang sống với bố mà không ở với mẹ nữa. Đây cũng là lúc mà Thảo thôi học. Từ khi nghỉ học, Thảo bắt đầu tiếp xúc xã hội mưu sinh kiếm sống. Trường đời đã dạy cho Thảo nhiều chiêu trò trong chuyện mưu sinh. Đến tuổi trưởng thành, Thảo thoát xác, trở thành một cô gái xinh đẹp. Và vốn là một cô gái đa tình, Thảo yêu sớm. Năm 19 tuổi, Thị đã xây dựng gia đình với một người có tên là P. Nhưng vì không có học thức, cũng chẳng có nghề nghiệp cụ thể, Thảo sống qua ngày bằng gánh hàng bán hoa quả ở chợ thương. Sau khi hạ sinh được hai cô con gái, cuộc sống vốn khó khăn lại càng trở nên cùng quẫn hơn. Vợ chồng Thảo mới nảy sinh nhiều mâu thuẫn, những trận cãi vã ngày càng dày thêm theo thời gian. Rồi khoảng thời gian những năm 2003-2004, vợ chồng Thảo tách ra ở riêng, cho đến khi mục đích của cuộc hôn nhân không đạt được thì hai người ra tòa ly hôn trong nước mắt. Sau khi ly hôn chồng, với nhan sắc và kinh nghiệm trường đời của mình, Lương Thị Thảo không mấy khó khăn để tìm cho mình một người đàn ông khác. Đây cũng là lúc mà Thảo bước sang trang mới. Đó chính là trang cuối trong cuốn sách đời Thảo. Gã nhân tình, chồng hờ của Thảo là Đoàn Văn Bộ, sinh năm 1972, một đối tượng có tiền án với tội mua bán trái phép, được giang hồ gọi là Bộ Đại Ca, ở xã Ngọc Vân, Tân Yên, chính là khu vực thủ phủ và cũng là quê của đối tượng Vũ Ngọc Sơn trong chuyên án 611S.
Mối tình đồng sàng dị mộng giữa Thảo và Bộ Đại Ca đã xô chính cuộc đời của Thảo xuống bờ vực của tội ác gieo rắc tự thân. Được một khoảng thời gian, Thị mở công ty với tiềm lực kinh tế mạnh, đem trưng ra cái biển công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Thảo mua bán nhà đất. Nhưng theo những người dân ở xung quanh, chẳng mấy khi thấy Thị mở cửa giao dịch, mà ngược lại lại thường xuyên vắng nhà, giao du với nhiều kẻ lạ mặt. Bên cạnh đó, thông tin từ phía cơ quan chức năng địa phương cho biết Thảo lưu trú không cố định. Từ những bất minh và nghi vấn này, Thảo không sao nằm ngoài sự chú ý của cơ quan công an. Đặc biệt, sự chú ý của lực lượng càng gia tăng khi mà Thảo sống chung như vợ chồng và có với nhau một đứa con chung với Đoàn Văn Bộ, đối tượng vốn đã nằm trong sổ đen của cơ quan công an với tiền án của mình. Những năm 2008, Thảo sống tại một căn nhà trên đường Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Trong các vụ làm ăn phi pháp, Thảo là một kẻ cũng có tác phong đôi nét giống Tàng, chuyên làm các phi vụ lớn, từ vài chục cho tới vài trăm. Thảo từ chỗ dấn thân theo bước của tên chồng hờ Bộ Đại Ca, cho đến chỗ người em rể Đỗ Văn Hoan sinh năm 1974 và Bộ dần trở thành những cánh tay, kẻ hậu thuẫn và hợp tác thực hiện tội ác cùng Thảo. Không những thế, vai vế của Thảo cũng không phải là hạng vừa. Trong các chân rết của Thảo, không thể không nhắc tới cặp vợ chồng Nguyễn Thị Tuyết Hạnh sinh năm 1965, quê Sơn La, Nguyễn Thị Thanh Hương, Ngô Phương Anh. Trong đó, vợ chồng Hạnh là mắt xích quan trọng nắm giữ bí mật động trời của nhiều đường dây xuyên quốc gia. Trong vòng 10 năm, từ 2002 đến 2012, vợ chồng Hạnh đã chót lọt tới cả ngàn, 18 cân và hàng trăm ngàn viên. Còn Hương, Phương Anh đều là những đối tượng bị công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt do có liên quan đến nhiều đường dây xuyên quốc gia. Đối tác. Từ cái lần nhờ Thảo đòi tiền ở Bắc Giang tháng 6 2009, Tàng và Thảo bắt đầu những phi vụ làm ăn với nhau. Theo sự bàn tính và phân công của chúng, Tàng là người chuyển cho Thảo, sau đó Thảo mang đi giao cho các đầu mối khác tiêu thụ. Và tất nhiên, trong những cuộc làm ăn với Thảo, Tàng cũng không hề thay đổi nguyên tắc của hắn và cũng vẫn chỉ làm ăn lớn. Chuyến giao hàng ít nhất của Tàng với Thảo là 40, nhiều hơn là lên tới số lượng hàng trăm. Cứ chuyến sau là số lượng lại nhiều hơn chuyến trước. Sau những vụ làm ăn đầu tiên với Tàng, Thảo phật lên trông thấy. Bỏ căn nhà ở đường Huyền Quang, phường Hoàng Văn Thụ, Thảo đi mua hai lô đất ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Giang, xây nhà lầu tới tiền tỷ rồi chuyển hẳn về sống. Hoạt động phi pháp của Thảo tiếp tục diễn ra cho đến trung tuần tháng 1 2011, Đoàn Văn Bộ, chồng hờ của Thảo, bị công an tỉnh Lạng Sơn bắt khi cùng với Đỗ Văn Hoan chở lượng lớn 48 đi tiêu thụ. Vì vụ án này, Đoàn Văn Bộ bị tuyên án tử hình, còn về phần Thảo do có chứng cứ ngoại phạm nên đã thoát tội, nhưng cũng đã bị đưa vào danh sách đen để theo dõi. Sau khi Bộ đi tù, Thảo không những không lấy đó làm tấm gương để răn dạy mình, mà lại còn tiếp tục dấn sâu hơn vào con đường gieo rắc tử thân. Với vẻ ngoài xinh đẹp, Thảo tiếp tục bắt mối rồi cặp kè với Tàng để được cư mang. Làm ăn với nhau lâu ngày, uy tín đúng hẹn cả đôi bên, nên cứ mỗi lần nhận được điện thoại của Thảo với nội dung là xuống chị chơi, thì Tàng biết ý thu xếp và mang xuống cho Thảo. Hai bên cũng không thỏa thuận là mỗi lần Tàng sẽ mang xuống cho Thảo ra sao, giá cả thế nào, mà Tàng cứ xách xuống bao nhiêu là Thảo mua tuốt bấy nhiêu. Để khép kín và thận trọng hơn, Thảo thậm chí còn thửa cả chìa khóa căn nhà ở phố Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Giang của Thảo cho Tàng. Khi mang đến thì Tàng tự động bấm cửa cuốn tầng 1 lên, chui tọt cả người cả ô tô vào trong rồi đóng sập cửa, dỡ xuống cho Thảo. Mỗi lần giao, thứ mà Thảo cần mua đều được xếp vào ba túi vali có tay kéo để bàn giao cho Thảo. Sau khi nhận và cho tới khi bán hết tới các đầu mối, Thảo mới sắp tiền vào vali, mỗi lần cả hàng chục tỷ đồng rồi mang lên Hà Nội trả cho Tàng. Mỗi lần như thế, Tàng thậm chí còn chẳng buồn ngó ngàng tới hay là với tay đếm tiền. Vô hụt. Càng đi sâu vào,
các trinh sát lại càng choáng với độ khủng trong đường dây của Trá La Tàng. Với những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, bản chất khôn rành liều lĩnh, Tàng và đồng bọn đã mua bán chót lọt lên tới hàng ngàn mà không bị phát hiện. Mạng lưới chân rết hình thành khắp các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc như Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh. Qua nhiều nguồn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác minh được nguồn gốc là được Tàng mua từ Lào rồi chuyển về Việt Nam theo hai đường, đồng thời xác định được đại bản doanh của Tàng là ở bản Lũng Xá, Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La. Nhưng vì đây gần như là một pháo đài bất khả xâm phạm, nên để thâm nhập được vào và xác định chính xác vị trí trụ sở của hắn ở đâu, thì các trinh sát phòng 3C47 đã phải dựng một kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng. Khoảng giữa năm 2011, trinh sát ta báo về Tàng vừa bay từ Hà Nội sang Viêng Chăn, thủ đô của Lào, và có thể sẽ đánh một mẻ lớn. Phương thức là vận chuyển bằng đường bộ, phương tiện vận chuyển là ô tô bán tải do chính Trá La Tàng điều khiển. Trước thông tin này, C47 ngay lập tức mở phương án đón lõng. Triển khai phương án, ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị bộ đội biên phòng, hải quan cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, Nậm Cắn, Nghệ An, Nam Mèo, Thanh Hóa và Lóng Sập, Sơn La để tổ chức mai phục chặn bắt. Đúng giờ G, Tàng trên một chiếc xe bán tải có mặt tại cửa khẩu Lóng Sập, Sơn La. Gần như tức thì, sự xuất hiện của hắn còn chưa nóng chỗ thì cả người và xe đã bị lực lượng nghiệp vụ giữ lại để khám xét. Các trinh sát gần như đã tháo tung chiếc xe của hắn ra và rồi phát hiện ra bí mật mà khó có thể ngờ tới. Đó là một khoang bí mật được chế từ thùng của chiếc xe bán tải. Đây là loại khoang có thể cất giấu được khoảng 200. Chỉ cần tháo hai chiếc ống vít và đấu điện vào là khoang bí mật này hiện ra. Tuy nhiên, ngoài sự phát hiện này thì không có kết quả nào khác. Trong xe của Tàng không hề có gì. Không một ai trong ban chuyên án lại có thể tưởng tượng được rằng hệ quả của lần vô hụt này đã khiến cho chuyên án phải kéo dài sang đến năm thứ 5. Sau pha thoát trong đường tơ cắt tóc đó, Trá La Tàng đã điều chỉnh lại hoạt động. Hắn ta gian ngoan, rành mạnh hơn, đồng thời cũng ít trực tiếp đi hơn và mọi hoạt động đã chìm này lại càng chìm hơn. Phương án phượt thủ. Sau chuyến vô hụt tại cửa khẩu Lóng Sập, ban chuyên án đã quyết định phải ngồi lại để tìm phương án khác. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn cuối 2011 đầu 2012, tại xã Lóng Luông xuất hiện một nhóm phượt thủ. Thoạt nhìn đã ra đậm cái chất dân phượt. Nhóm này gồm có 3 nam, 3 nữ, tuổi đời mới chỉ trạc đôi mươi, phóng vèo đi trên những chiếc xe phân khối lớn. Những tay phượt thủ này đều mặc những bộ quần áo rất lạ mắt, với đầy đủ đồ bảo hộ cùi tay, đầu gối và đội những chiếc mũ bảo hiểm hầm hố hết sức. Nhóm phượt này phi thẳng vào trong bản Lũng Xá, hễ cứ gặp chỗ nào có hoa đào, hoa mận là lại xuống xe, lấy máy ảnh ra chụp lấy chụp để. Thấy có người lạ tới để thăm dò cũng như điều nghiên, đích thân Trá La Tàng đã chào hỏi và mời cả nhóm phượt vào nhà hắn ăn cơm. Ai mà ngờ được, sau lưng Tàng là các trinh sát đang từng bước tiến vào hàng cọp. Qua vài lần đi phượt và Lũng Xá như vậy, Tàng cũng đã quen và cởi mở hơn. Qua đây, các trinh sát xác định được ngôi nhà nghi là nơi mà Tàng làm kho cất giấu chính là nhà của trưởng bản Lũng Xá Trá La Chư, bố đẻ của Tàng. Nhưng các trinh sát lại không thể xác định được chính xác chỗ cất giấu, bởi tuy rằng Trá La Tàng đã cởi mở hơn, không nghi ngờ nhóm dân phượt, nhưng với bản tính gian ngoan đề phòng thì hắn lại luôn luôn cảnh giác, không bao giờ tiết lộ bất cứ một thông tin nào liên quan đến nơi để. Do đó mà phương án đánh vào kho của Tàng là không thể thực hiện được vì không đảm bảo yếu tố an toàn. Sau một thời gian dài vụ án bị bế tắc, một số chiến sĩ có biểu hiện nản. Tuy nhiên, ông trời không phụ lòng người. Lưới giăng lồng lộng, Tàng chạy đi đâu cho khỏi nắng. Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Dấu chấm hết của Trá La Tàng đã bắt đầu được đặt khi chuyên án 611S đi đến hồi kết. Trở lại chuyên án 611S,
Vụ việc đối tượng Vũ Ngọc Sơn bị bắt quả tang khi vận chuyển trái phép tại Hòa Bình và đầu hàng vào 8 giờ ngày 16 tháng 6 2011. Trong quá trình đấu tranh, các trinh sát đã làm rõ sau khi gom được 1 tỷ đồng, Sơn điện thoại cho Tráng A Lầu ở xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La đặt mua 10. Theo thỏa thuận từ trước là 7.100 đô la Mỹ cho mỗi một. Sau đó, Sơn lái xe ô tô Honda Civic biển kiểm soát 29Y6135 từ nhà hắn ở xã Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang lên Mộc Châu. Khi Sơn đi đến ngã ba Đồng Bảng khoảng 3 km thì gặp Tráng A Lầu và việc trao đổi đã diễn ra ngay tại đây. Đồng thời, Tráng A Lầu cho biết mới chuẩn bị được 8 nên giao luôn, không đủ 10. Con số này khớp với tại hiện trường. Sau khi xách ba lô bỏ chạy vào rừng, Sơn đã bỏ lại 5 tại ghế lái trước bên phụ lái và thu thêm 3 tại nơi mà hắn lẩn trốn trước khi đầu hàng. Quan trọng hơn, nhân vật Tráng A Lầu này chính là anh trai của Tráng A Tàng. Điều tra mở rộng chuyên án 611S, cơ quan điều tra lần lượt bóc gỡ các mắt xích khác trong đường dây. Đồng thời cũng từ đây, đuôi cáo của Lương Thị Thảo lộ diện đưa vào tầm ngắm, sẵn sàng trực chỉ. Lệnh truy nã đối với Lương Thị Thảo cũng được tung ra do liên quan đến đường dây liên tỉnh. Cho đến ngày 19 tháng 7 năm 2013, Lương Thị Thảo bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục C-47 bắt giữ theo quyết định truy nã. Với việc bắt được đối tượng truy nã Lương Thị Thảo, các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục đối mặt và đấu tranh với điều gì? Làm sao để đưa được Tráng A Tàng và đồng phạm ra trước vành móng ngựa? Bản án nào đang chờ đợi chúng? Đón xem phần 4 tại Độc Thám TV. Quyết định. Tháng 8 2012, Hạnh, Hương gọi điện cho Thảo đặt gấp. Có đơn, Thảo ngay lập tức liên hệ hẹn gặp Tàng ở Mê Linh Plaza. Gặp nhau đúng theo lịch hẹn, Tàng và Thảo tại đây đã ngã giá với nhau 7.000 đô la Mỹ trên một, rồi Tàng điện cho Dúa là người Mông sống ở Lào đặt mua giá 6.600 đô la Mỹ trên một. Tiếp tục có đủ số lượng lớn, Dúa cho người chuyển 142 sang giao cho Tàng tại nhà của Tráng A Trư. Ngay sau đó, Tàng đã nhồi số này vào cánh cửa xe ô tô bán tải rồi chuyển đến Bắc Giang cho Lương Thị Thảo. Sau một thời gian dài tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2 tháng 11 2012, Cục C-47 đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán vận chuyển của Tàng. Trong hơn một năm trời, các trinh sát của phòng 2 đã ngược xuôi không biết bao nhiêu cây số để nắm được quy luật hoạt động của Tráng A Tàng. Và sau nhiều cuộc họp án, cân nhắc các phương án để bắt giữ được Tàng Keng Nam, ban chuyên án đã quyết định sẽ dùng biện pháp như cáo ra khỏi hang và sẽ bắt giữ hắn vào thời điểm giao. Cơ hội phá án đã đến, lãnh đạo phòng 2 C-47 đã xây dựng kế hoạch phá án, phối hợp với các địa phương trên tuyến triển khai đồng bộ các mũi tiến công giám sát chặt chẽ hoạt động của Tráng A Tàng. Vào tháng 7, 2013, các trinh sát ta phát hiện ra Tàng lấy cớ xuống Hà Nội nhập viện điều trị bệnh gút tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Nhưng thật ra là hắn đi tìm cách móc nối với đồng bọn hoạt động phạm tội. Hai trinh sát ngay lập tức có mặt tại bệnh viện, hóa trang tiếp cận Tàng. Các anh trong nhiệm vụ này chẳng có ngày nào được rời khỏi bệnh viện, phải ăn, ngủ ngay tại nơi Tàng đang chữa bệnh. Hai trinh sát tự nhận mình là người Sơn La đã nhanh chóng làm quen được với Tàng. Giữa đất thủ đô Hà Nội, gặp được đồng hương và với bản chất cởi mở của người dân tộc Mông, Tráng A Tàng vui vẻ trò chuyện cùng với các trinh sát kể về bệnh tật của mình. Nếu như Tàng không phải là đối tượng phạm tội thì chắc hẳn với bản tính cởi mở, hắn ta sẽ được nhiều người yêu mến, đặc biệt là những người lần đầu tiếp xúc. Thông qua những lần điều trị ngoại trú cùng với Tàng, các trinh sát đã được Tàng mời về thăm nhà riêng tại số 12 liên kê 11 khu đô thị Mũ Lao, Hà Đông. Bước vào ngôi nhà của Tàng, các trinh sát không khỏi choáng ngợp trước những đồ nội thất đắt tiền và lối sống xa hoa của vợ chồng Tàng, Xua. Tráng A Tàng khôn khéo chia sẻ, mình mua được căn nhà này là do buôn bán gỗ và có cổ phần tại công ty bò sữa Mộc Châu. Tàng cũng nói ra dự định của mình về việc sẽ nhập khẩu cho các con của hắn để theo học tại các trường tại Hà Nội. Trong khoảng thời gian mà Tráng A Tàng điều trị tại bệnh viện, Lương Thị Thảo đã bị tóm gọn. Và thông tin này, đường dây của Tàng không một kẻ nào hay biết.
Sau 3 ngày làm việc, Thảo đã thành khẩn khai báo, giúp cho ban chuyên án lại càng có thêm được nhiều thông tin. Đặc biệt là chuyện làm ăn của Tàng rất khác so với những đối tượng khác. Từ lời khai của Lương Thị Thảo cùng với các tài liệu đã thu thập được, các trinh sát phòng 2C47 đã củng cố thông tin về đường dây mua bán vận chuyển từ Lào về Sơn La đi Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn và đưa sang nước thứ ba tiêu thụ do đối tượng Tráng A Tàng cầm đầu. Cũng theo đó, Thảo cho biết ngay tại nhà ông Trung hiện còn tồn một lượng lớn chưa tiêu thụ được. Chuyến cuối. Số lượng lớn chưa tiêu thụ được mà Thảo khai ra vốn dĩ xuất phát từ cuộc gọi đặt của Thảo vào ngày 25 tháng 5 2013. Sau khi nhận được điện thoại của Lương Thị Thảo, Tàng đã liên lạc với Lu, một đầu nậu ở Lào. Hai bên thỏa thuận mỗi có giá 6.500 USD và chất lượng cao. Do Lu chỉ là đầu mối nên hắn phải liên lạc với nguồn hàng từ Thái Lan và cũng gom từ Lào của Dúa và Nụ là các đối tượng người Mông sống ở Lào và Thái Lan. Gần cuối tháng 5 2013, nhân viên của Lu cho gùi đủ xuyên rừng từ Lào sang Việt Nam để chuyển cho Tàng và tập kết ở nhà Tráng A Trừ. 13 nhân công gùi hàng được Tàng nấu nướng cho ăn uống trước khi trở về Lào. Tại đây, tổng số tiền mà hắn phải trả cho Lu là gần 2 triệu USD, tức là khoảng 40 tỷ đồng, nhưng Tàng mới chỉ thanh toán được khoảng 800.000 USD. Tuy nhiên, chuyến giao dịch với Thảo chưa kịp thực hiện thì Thảo lại đột ngột báo cho Tàng rằng tạm dừng chuyển vì người đặt mua bị bắt. Trong lúc chờ hẹn lại, hắn cất giấu vào 2 bao tải dứa rồi đặt trong buồng ngủ của Tráng A Trừ. Sau khi xác minh, các trinh sát nhận định lượng lớn này có khả năng sẽ được vận chuyển từ Sơn La về Bắc Giang, Bắc Ninh, sau đó đưa đến nước thứ ba tiêu thụ. Không bỏ lỡ thời cơ, ban chuyên án quyết định cất vó. Ngày 25 tháng 7, 2013, nhận được điện thoại yêu cầu từ Thảo. Không mảy may nghi ngờ điều gì, Tàng đã đồng ý ngay tắp lự để thực hiện. Cũng trong khoảng thời gian này, Giang A Trờ, sinh năm 1971, là công an viên kiêm phó trưởng bản lũng xá khi đó xuống thăm Tàng tại bệnh viện, nên Tráng A Tàng đã lập tức bảo chờ quay về ngay Sơn La để triển khai kế hoạch phạm tội. Bắt sống. Về phần Tàng, sau cuộc gọi từ Thảo, hắn ta tiến hành làm các thủ tục thanh toán viện phí. Ra viện, với bản chất cáo già, Tàng đã tiến hành rất nhiều các hoạt động nhằm đánh lạc hướng, cắt đuôi các đơn vị nghiệp vụ, đồng thời đưa ra nhiều phép thử. Cùng đó, vợ chồng Tàng tranh thủ đi đến nhiều siêu thị showroom nội thất để mua đồ chuẩn bị mang về Mộc Châu để hoàn thiện căn nhà của hắn tại vườn đào đang dang dở. Cũng khi này, trong lúc chờ quay về Sơn La thì Tàng gọi điện cho người anh trai của hắn là Tráng A Lầu và em trai nuôi Tráng A Nánh, chuẩn bị và cất giấu vào xe ô tô mang biển kiểm soát 29C12579. Mờ sáng ngày 26 tháng 7, 2013, chờ đi trước dò đường và cảnh giới. Còn Tráng A Nánh thì điều khiển ô tô đuôi 79 đi theo sau. Đến ngã ba Mãn Đức, tỉnh Hòa Bình, thấy mọi chuyện đã êm êm, chờ quay về, còn Nánh thì tiếp tục cuộc hành trình với đích đến là căn biệt thự liên kề của Tàng ở khu đô thị Mũ Lao, Hà Nội. Sớm ngày 26 tháng 7, 2013, Tàng lái xe ô tô Prado Land Cruiser mang biển kiểm soát 29A86269 đi vòng quanh Hà Nội. Với dấu hiệu bất thường này, các đơn vị trinh sát đã bí mật theo sát Tàng. Cho đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Tàng sau khi vòng vèo liền lái ra khỏi Hà Nội, thẳng hướng đường cao tốc đi Bắc Ninh. Để tránh sự nghi ngờ của Tàng, ban chuyên án đã cắt cử các mũi trinh sát giám sát trên tất cả các cung đường đến tận tỉnh Bắc Giang. Về phần Tàng, trên suốt chặng đường đi, hắn ta tỏ ra rất thận trọng, thi thoảng lại cố tình đi xe chậm lại hay là dừng ở bên đường quan sát. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, các trinh sát đã khéo léo giám sát không để cho đối tượng nghi ngờ. Và với việc theo dõi Tàng từ nhiều hướng khác nhau, các trinh sát phát hiện trong quá trình đi từ Hà Nội về Bắc Ninh, cách xe của Tàng khoảng 2 cây số có một chiếc xe bán tải với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tàng đi nhanh thì chiếc xe bán tải này cũng đi nhanh, mà Tàng rẽ vào đâu thì chiếc xe này cũng rẽ đi theo. Tiếp cận chiếc xe bán tải nghi vấn, các trinh sát xác định đây là xe hiệu Toyota mang biển kiểm soát 29C12579. Chính là chiếc xe trong quá trình trinh sát trước đây xác định là xe của Tàng nhưng đứng tên người khác, đã có nhiều lần được Tàng sử dụng khi sang Lào và là chiếc xe đã qua gia công. Chiếc xe Toyota ấy do Giang Thị Xua và Tráng A Nánh điều khiển.
Các trinh sát đưa ra nhận định khả năng rất cao trên chiếc xe bán tải này có chứa và Tàng lái xe đi trước là để đề phòng trường hợp nếu như Tàng bị bắt thì xe bán tải vẫn có cơ hội tháo chạy. Khoảng 13 giờ cùng ngày, tại quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, giữa lúc các đối tượng đang điều khiển xe ô tô thì bất ngờ lực lượng công an đã xuất hiện ra hiệu lệnh dừng xe kiểm. Nhưng hai chiếc xe lại bất tuân, những kẻ cầm lái đạp ga mà phóng thẳng chạy đi. Nhưng cũng chỉ đi đến địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, cả hai chiếc xe cùng rẽ theo hướng đi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang. Lúc này Tàng lái xe chậm lại, dừng ở đường chờ xe bán tải đi tới. Một lúc sau, cả hai cùng dừng lại thì Tàng nhảy xuống để cháo xe. Xác định đây là cơ hội phá án, trưởng ban chuyên án chỉ đạo các mũi trinh sát triển khai tấn công khóa đầu khóa đuôi hai chiếc xe của đối tượng ngay khi Tàng vừa đổi xe cho lái xe bán tải sang xe Prado của mình. Vừa leo lên xe, Tàng chưa kịp nổ máy thì bất ngờ các cán bộ công an C-47 đã xuất hiện hộ lệnh bắt. Lúc này, chẳng là Tàng mất 1-2 giờ ngỡ ngàng, nhưng sau đó thì hắn hiểu ra ngay sự việc. Bị bất ngờ, các đối tượng không kịp chống trả và đã nằm gọn trong vòng vây bắt của lực lượng công an. Trái với các đối tượng khác thường ngoan cố không chịu khai báo với cơ quan công an, và khi gặp lại các trinh sát đã đi phượt đến bản Lũng Xá thì Tàng càng tỏ ra ngoan ngoãn hợp tác hơn. Hắn chỉ thốt lên một câu "thôi hỏng rồi" và thừa nhận luôn hành vi phạm tội của mình, đồng thời chỉ rõ vị trí cất giấu, xác nhận chiếc xe có biển số đuôi 279 là chiếc xe vận chuyển, số lượng rất lớn, hơn 240, còn cụ thể là bao nhiêu thì Tàng không rõ vì không kiểm đếm. Sau khi mở cửa xe, các trinh sát phát hiện thấy 77 được ngụy trang khéo léo sau 4 cánh cửa. Cho đến khi tháo thùng xe lên thì tiếp tục phát hiện được 188 được xếp ngay ngắn gọn gàng ở phía bên dưới. Tổng số thu được là 265, trọng lượng 92.760,1 gram, trung bình 70.21%. 553 tổng hợp, trọng lượng 51.5 gram, trung bình 15.47%. Thượng tá Ngô Minh Hải với vai trò là phó trưởng ban chuyên án, là người có mặt trực tiếp tại thời điểm bắt Tráng A Tàng cho biết rằng đây là số lượng thu giữ tại hiện trường lớn nhất tại Việt Nam ở thời điểm đó. Sau khi bắt giữ Tráng A Tàng, mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm các mắt xích trong đường dây của Tàng. Kết luận điều tra. Ngày 31 tháng 7 2013, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tráng A Tàng, Lương Thị Thảo, Giang Thị Xua và Tráng A Nấy. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra C-47 Bộ Công an tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Giang A Chờ, Tráng A Trư, Giang A Nhà, Sùng A Lánh, Vũ Văn Lâm, Tráng A Ký, Tráng A Mùa, Tráng A Lầu, Giang A Đua, Giang A Chứ, Tráng A Tú, Ngô Phương Anh, Sông A Tồng, Sông A Nánh. Tuy nhiên, do Giang A Chứ, Tráng A Tú, Tráng A Lầu, Ngô Phương Anh, Sông A Tồng và Giang A Đua bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, quyết định tạm đình chỉ đối với các bị can này. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn xét hỏi công khai có đủ cơ sở xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 26 tháng 7 2013, Tráng A Tàng đã thực hiện 13 hành vi phạm tội với tổng số 1.791, trong đó 350,038g trên 1, tổng cộng lại là 626.918,058g và 553 viên trọng lượng 51.5g. Lương Thị Thảo đã thực hiện 12 hành vi phạm tội với tổng số 1.526, tương đương 534.157,988g. Tráng A Nánh đã thực hiện 6 hành vi phạm tội với tổng số 950, tương đương 442.448,032g và 553 viên 51.5g. Giang A Chờ đã thực hiện 4 hành vi phạm tội với tổng số 950 bằng 332.536,1g và 553 viên bằng 51.5g. Giang Thị Xua, đồng phạm với Tàng và Tráng A Trư đều thực hiện hành vi phạm tội với 265, tương đương 92.760,07g và 553 viên bằng 51.5g. Giang A Nhà đã thực hiện 4 hành vi phạm tội với tổng số 310, tương đương 108.511,78g. Sùng A Lánh đã thực hiện hành vi phạm tội với 200 bằng 70.007,6g. Sùng A Nánh đã thực hiện 2 hành vi phạm tội
với tổng số 130 bằng 45.504,94 gram. Tráng A Mùa đã thực hiện hai hành vi phạm tội với tổng số 130 bằng 45.504,94 gram. Vũ Văn Lâm đã thực hiện hai hành vi phạm tội với tổng số 60 bằng 21.002,28 gram và 80 viên bằng 7,2 gram. Tráng A Ký đã thực hiện hai hành vi phạm tội với tổng số 60 tương đương 21.002,28 gram. Ba lần hoãn xử. Sau hai lần Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án, trong đó lần thứ nhất phiên tòa phải hoãn do luật sư chỉ định của bị cáo Tàng không đủ điều kiện tham gia tranh tụng. Lần thứ hai, một số luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa. Thì vào ngày 4 tháng 8 năm 2015, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. 7 giờ 30 phút cùng ngày, Tráng A Tàng xuất hiện tại khuôn viên trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Trong bộ quần áo sơ mi trắng, quần đen đóng thùng, Tàng có dáng vẻ như một gã trai công sở chứ không phải là một ông trùm. Sau một thời gian phải ăn cơm cân thì cân nặng cũng như thân sắc của Tàng ít nhiều có sự đi xuống. Hơn 2 năm bị cách ly với xã hội, Tàng đã trông nền nã hơn hẳn, không còn là dáng trai lơ, lại càng xa lạ hơn với cái vẻ dân chơi như thời chưa bị bắt. Thật khó mà nhận ra đó từng là Tàng Khang Nam. Vì tính chất phức tạp của vụ án nên phiên xử được tiến hành lưu động tại khuôn viên trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Từ khi bắt đầu phiên xét xử, bị cáo Tàng tỉnh mơ. Chỉ cho đến khi kết thúc phần đọc cáo trạng, bị cáo Tàng mới ngoảnh mặt xuống phía dưới, nơi gia đình, người thân của các bị cáo đang đứng, thì nét mặt của bị cáo bắt đầu thay đổi, rồi đột nhiên òa khóc nức nở. Có lẽ hơn 2 năm sau song sắt, bị cáo ít nhiều đã thấm thía nỗi đau của một kẻ mất đi tự do, gia đình tan nát, bản thân thì lại đang đối mặt với án tử. Hiếm có một phiên tòa nào xử bị cáo là người dân tộc ít người mà lại có đông người nhà đến dự như phiên tòa này. Ở phía ngoài cổng trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh, có thể dễ dàng nhận thấy nhiều chiếc xe Ford Transit cùng Land Cruiser của người nhà các bị cáo đã đậu thành cả một dãy dài. Trong ngày xét xử mùng 4 tháng 8, bị cáo Tàng khăng khăng khai nhận mọi hành vi phạm tội bị cáo đều thực hiện một mình. Kể cả chuyến cuối cùng có vợ bị cáo là bị cáo Giàng Thị Xua bị bắt quả tang cùng đi trong suốt hành trình cũng chỉ là để cho bị cáo Tàng đỡ buồn ngủ. Trước tòa, các bị cáo còn lại là Tráng A Chư, Giàng Thị Xua, Giàng A Chờ đã phản cung, không nhận tội. Thậm chí khi được cho đối chất với bị cáo Lương Thị Thảo thì bị cáo Tráng A Nánh và Giàng A Chờ vẫn cứ một mực chối tội. Sang đến sáng ngày 6 tháng 8, bước vào ngày thứ 3 của phiên xử, tòa tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo Tráng A Nánh, Tráng A Mùa, Vũ Văn Lâm, Tráng A Ký. Hầu hết các đối tượng đều phủ nhận một phần hoặc toàn bộ tội đã nêu trong cáo trạng. Đồng thời, những lời khai của các bị cáo cũng có nhiều mâu thuẫn. Chính vì thế, sau 2 ngày rưỡi xét xử, thẩm phán Vũ Công Đồng, chủ tọa phiên tòa, tuyên bố trả hồ sơ để điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Lý do mà hội đồng xét xử đưa ra là liên quan đến một số vấn đề về tố tụng và tình tiết vụ án chưa được làm rõ. Vậy là phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bị hoãn lần thứ 3. Kết luận bổ sung. Liên quan đến quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm lời khai của các bị cáo, cơ quan điều tra Bộ Công an đã có kết luận điều tra bổ sung về những nội dung này. Theo kết luận điều tra bổ sung, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư Bùi Việt Anh, Đoàn Văn Trung thuộc Văn phòng Luật sư Quốc tế Bình An và luật sư Đào Anh Dũng, Văn phòng Luật sư Hoàng Sơn đều thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trong việc bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Sông An Nánh. Trong các lần hỏi cung, bị can Nánh luôn có sự tham gia của các vị luật sư này. Đối với Tráng A Tàng cũng đã được luật sư Phạm Trường Long thuộc Văn phòng Luật sư Hưng Thạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội bào chữa theo giấy chứng nhận người bào chữa do cơ quan điều tra cấp theo đúng trình tự thủ tục tố tụng hình sự. Tại giai đoạn điều tra, luật sư Long cũng nhiều lần tham dự hỏi cung và Tráng A Tàng cũng thừa nhận lời khai của đối tượng từ đầu đến cuối đều là đúng sự thật. Vì vậy khẳng định quá trình làm việc, Tráng A Tàng không bị bức cung, mớm cung, dùng nhục hình. Về yêu cầu xác minh, làm rõ hai can phạm liên quan là Giàng A Đua, bố vợ của Tàng và Giàng A Chứ, anh vợ của Tàng. Cơ quan điều tra đã làm việc với cơ quan công an địa phương và xác định cả hai đối tượng này đã nhiều lần bị công an tỉnh Sơn La, công an tỉnh Quảng Ninh và Bộ Công an phát lệnh truy nã nhưng vẫn chưa bắt được. Đối với Sùng A Phua ở xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La,
cơ quan điều tra đã nhiều lần tống đạt giấy triệu tập lên làm việc nhưng người này vắng mặt tại địa phương, vì thế không thể tiến hành đối chất giữa Giàng A Nhà và Sùng A Phụ được. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai nhận của Nhà, lời nhận tội của Sùng A Lánh, lời khai ban đầu của Sùng A Phua và các lời khai gián tiếp của Tráng A Tàng, Giàng A Chờ đủ căn cứ để xác định hai anh ruột là Giàng A Nhà và Giàng A Chứ đã bỏ trốn, đã giao dịch cho Sùng A Lánh. Đối với vấn đề tài sản được yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định căn nhà tại LK11B O12 khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội mang tên Giàng Thị Xua, tức là vợ Tàng, và Tàng có giá trị hơn 3,5 tỷ đồng. Căn nhà và đất ở tiểu khu 70 thị trấn Nông Trường Mộc Châu mang tên Tráng A Chư, bố đẻ Tàng, song thực chất là của Tàng mua, sau đó thì nhờ bố đẻ đứng tên hộ. Số tài sản thu giữ của Tráng A Tàng tại thời điểm bị bắt quả tang bao gồm kính khuy cái đầu hình con hoẵng bọc kim loại màu vàng, 7 nhẫn kim loại màu trắng, dây chuyền màu vàng và 2 nanh động vật bọc kim loại vàng. Tất cả đều được trao trả cho người thân của Tráng A Tàng theo quy định của pháp luật và có sự chứng kiến của luật sư. Liên quan đến số tiền đô la Mỹ mà Tráng A Tàng khai nhận tại phiên tòa, cơ quan điều tra khẳng định không thu giữ của Tàng và điều này được thể hiện rõ tại biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang ngày 26 tháng 7, 2013. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã chứng minh được Vũ Văn Lâm không phải là con của liệt sĩ như lời khai của bị cáo tại tòa. Trả lần 3. Sáng ngày 8 tháng 12, 2015, tại trụ sở trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án. Chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Công Đồng, Phó Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, kiểm sát viên gồm hai ông Lê Minh Sơn và Đoàn Xuân Doanh. Đây đều là những thẩm phán, kiểm sát viên giàu kinh nghiệm của Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Phiên tòa có sự tham gia của 20 luật sư bào chữa cho 12 bị cáo, trong đó bị cáo Tráng A Tàng có một luật sư chỉ định là ông Phạm Tiến Quyển, Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh. Phiên tòa được diễn ra trong khuôn viên trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh. Điều này đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án. Công tác an ninh vì thế cũng được tổ chức rất chặt chẽ. Ngoài việc kiểm tra kỹ từng người một ở cổng trại, thì trong phòng xử án luôn túc trực 30 cán bộ chiến sĩ cảnh sát sẵn sàng xử lý mọi tình huống. Hàng ghế của bị cáo và hàng ghế của cánh nhà báo, người nhà của các bị cáo cũng được cách ly. Trong phiên tòa ngày 8 tháng 12, có 5 bị cáo được hội đồng xét xử thẩm vấn. Theo thứ tự là bị cáo Tráng A Tàng, bị cáo Lương Thị Thảo, bị cáo Tráng A Nánh, bị cáo Giàng A Chờ, bị cáo Giàng Thị Xua. Ngày 9 tháng 12, 2015, sang ngày xét xử sơ thẩm thứ 2, hội đồng xét xử đã dành nhiều thời gian để đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố và các luật sư bào chữa cho các bị cáo tham gia xét hỏi. Tại phiên tòa này, bị cáo Tráng A Chư, bố đẻ của bị cáo Tàng, chối tội và nói rằng Tàng nó làm thì nó chịu thôi, bị cáo không biết gì về việc làm của nó. Cũng giống như bố chồng, bị cáo Giàng Thị Xua, vợ của bị cáo Tàng cũng tìm mọi lý do cùn để chối tội. Khi được hội đồng xét xử xét hỏi về mối quan hệ với đồng bọn trong việc phạm tội, bị cáo Tàng một mình nhận tội và cho rằng vợ, bố và anh trai của bị cáo không hề hay biết đến việc mà bị cáo phạm tội. Tự đánh giá về hành vi phạm tội của mình, bị cáo Tàng nói: bị cáo không cần quan tâm tác hại nguy hiểm đến mức nào mà chỉ cần để kiếm lời. Đến lúc này thì hội đồng xét xử hỏi: để kiếm lời sẽ làm hại nhiều người khác, vậy bị cáo có nghĩ rằng từ việc làm sai trái của mình mà người thân trong gia đình bị cáo cũng có thể là nạn nhân không? Nghe thế vậy, bị cáo Tàng không trả lời. Ngày xét xử thứ 3, 10 tháng 12, 2015, Viện Kiểm sát đã đưa ra các mức án đề nghị. Sang ngày xét xử thứ 4, 11 tháng 12, 2015, hội đồng xét xử dành toàn bộ thời gian để luật sư bào chữa cho các bị cáo tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa về tội danh và khung hình phạt dành cho các bị cáo. Khép lại ngày xét xử 14 tháng 12, thẩm phán Vũ Công Đồng chủ tọa phiên tòa thay mặt hội đồng xét xử phán quyết: đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, qua quá trình thẩm vấn tại phiên tòa cho thấy lời khai của một số bị cáo có mâu thuẫn, nhiều bị cáo khác phản cung. Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên xử, hội đồng xét xử xét thấy chứng cứ liên quan đến lời khai của một số bị cáo chưa đầy đủ. Vậy nên, để đảm bảo việc xét xử vụ án được đúng bản chất, đúng căn cứ pháp luật và ra bản án khách quan, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm lời khai của một số bị cáo và các tài liệu chứng cứ đã thu giữ được trong vụ án này.
tòa tuyên án. Sau nhiều ngày xét xử, chiều ngày 21 tháng 9 2016, Tòa Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo kêu oan hoặc là xin giảm nhẹ hình phạt. Tới chiều ngày 24 tháng 3 2017, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sau 3 ngày mở và xét xử phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án đã kết thúc phiên tòa. Quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo kêu oan không đưa ra được các chứng cứ chứng minh vô can. Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng không có căn cứ gì để hội đồng xét xử phúc thẩm có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Tráng A Tàng và các bị cáo khác đều nhận thức rất rõ về tác hại và quy định của pháp luật. Song do hám lợi nên các bị cáo vẫn bất chấp tất cả với số lượng đặc biệt lớn. Vì thế, việc áp dụng những hình phạt thích đáng nghiêm khắc với các bị cáo trong vụ án này là cần thiết để vừa đảm bảo tính trừng phạt của pháp luật lại vừa đảm bảo công tác phòng ngừa tội phạm chung. Vì lẽ đó, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định tuyên giữ nguyên hình phạt như bản án mà hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo. Hình phạt cụ thể cho các bị cáo như sau: bị cáo Tráng A Tàng tử hình, truy thu 500 triệu đồng, phải nộp lại hơn 13 tỷ đồng, quy đổi từ 608.500 đô la Mỹ thu lời bất chính xung công quỹ. Bị cáo Lương Thị Thảo tù chung thân, phạt bổ sung 400 triệu đồng. Bị cáo Tráng A Nánh tử hình. Bị cáo Giang A Chờ tử hình. Bị cáo Giang Thị Xua tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Tráng A Chư tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Giang A Nhà tử hình, truy thu 6.000 đô la Mỹ. Bị cáo Sùng A Lánh tử hình, phạt bổ sung 200 triệu đồng. Bị cáo Sông A Nánh tử hình. Bị cáo Tráng A Mùa tử hình, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Bị cáo Vũ Văn Lâm tử hình, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Riêng bị cáo Tráng A Ký bị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên phạt tù chung thân, phạt bổ sung 100 triệu đồng. Trước khi gây ra vụ án này, Tráng A Ký đã bị tuyên tử hình trong một vụ án khác. Tổng hợp hình phạt, Ký phải thi hành bản án chung là tử hình. Nhưng do bị cáo Ký không kháng cáo nên hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không xem xét. Đón xem dài kỳ Tam Giác Vàng Lóng Luông, cuộc chiến chưa hồi kết tại Độc Thám TV. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an Nhân dân Online, An ninh Thế giới Online, Tuổi Trẻ Online, Báo Điện tử Tiền Phong, Báo Bắc Giang, VN Express, Dân Trí, Người Lao Động cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí Ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.